trái cây gì ăn nên lửa anh, ngốc đa tình. À, anh em cho nuôi lửa thì anh em nên thiên về những trái cây mà có hàm lượng tinh bột cũng như là hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Ví dụ như là protein thì thiên về chuối, cà rốt hấp. Đó, những thứ tinh bột mà mang hàm lượng protein cao. Thứ hai là anh em có thể thêm vào mồi tươi thường xuyên. Thứ ba là anh có thể chủ nhật ăn táo. Đấy. Và đặc biệt là những thiên về những trái cây, ví dụ như là với trời nắng anh em có thể thêm một miếng cam, tức là nên thay đổi trái cây thiên về lửa. Đó là những cái còn anh em hạn chế về những trái cây mà nó mang tính mát, ví dụ như là thanh long hay những trái cây đó, hay là cam cho ăn nhiều không nên. Những trái cây đó thì anh em chỉ linh động, tức là thời tiết mà nắng nóng thì anh em có thể cho một xíu nước cam, một xíu miếng cam hay là một xíu thanh long để cho nó ăn, nó giải nhiệt thôi, chứ còn không nên cho ăn nhiều. Mà anh em phải thiên về chuối, trái cà rốt hấp, táo, rồi sabuche, đúng không ạ? Những cái cây mà thiên về lửa. Bác ngốc đa tình nhá. Chào bác không phơi cũng đen nhá. Chào Hà Nguyễn ạ. Ngốc đa tình. Trái tứ trụ là trái gì anh? Dạ, nói chung là nó không có trái gì đâu. Em hay chém gió với anh em là trái tứ trụ, tức là để cho là chim vào chung kết đó bác ạ. Tức là bốn chú chim ấy, là em hay nói là trái tứ trụ là để chú chim nó ăn để vào trái tứ trụ, là em hay nói cái trái này, cái trái không có thật. Đấy, các bác nên hiểu cái ngôn ngữ Việt Nam nó hơi phong phú một chút xíu bác nhá. Bác ngốc đa tình nhá, cái ngôn ngữ Việt Nam nó hơi phong phú. Cho nên là em nói cái trái tứ trụ là cho chim vào giải, là bốn chú chim vào chung kết, thì em hay nói là cái trái tứ trụ. Đấy, đồng thời là cái ngôn ngữ Việt Nam nó phong phú một chút xíu. Dạ, nó bị đau bụng đấy bác Kim Nguyễn. Vẫn cứ là ok, chim đau chân có các chữa không ăn. Dạ, nó đau chân về nguyên nhân gì bác ơi? Cám bổi nam có chất không bạn? Mình thấy hạt cám trắng quá, không màu như cám khác. Không phải, nếu vậy không phải cám Nam Đà Nẵng bác Trần Anh Sơn nhá. Cám bổi Nam Đà Nẵng nó có màu hạt sậm sậm. Đấy, chứ nó không phải là màu trắng bác nhá. Nếu như bác mua màu trắng thì nó không phải cám Nam bác ạ. Ok chưa bác? Riêng cám bổi Nam Đà Nẵng nó có hạt màu rất là sậm, nó sậm hơn là cám đấu bác ạ. Vâng, nó bị ho đó bác Hà Nguyễn, nó bị ho nhá. Để cho chai nước tắm bảng. Ok bác Tuấn Lê, bác inbox qua cho em với. Em địa chỉ và số điện thoại em gửi cho nhá. Chim mình xong lông mà đã vào mùi tươi, chơi không được căng lắm. Vâng, cái này nó tùy thuộc vào cơ địa của con chim, có con nhanh, có con chậm. Thông thường con chim mà mùa xong một mùa lông thì có thể là trên dưới 4 tuần thì chú chim đó là có thể vào lửa tốt. Nếu chú chim đó cơ địa khỏe mạnh và bác nuôi thể mùa lông một tốt thì chú chim đó có thể là trên dưới 4 tuần. Những chú chim mà cũng có thể chú chim nó thuộc thuộc vào thời tiết và đặc biệt vào chế độ thì có thể là 2 tháng, thì bác không thể là đòi hỏi chú chim đó bằng chú chim người khác được, tại vì có cơ địa mỗi con khác nhau, không con nào giống con nào cả. Dạ cũng có thể bác Văn Khánh, có thể nó chưa quen đấy ạ. Chào bác Trương Nam nha. Cám mình mua về rồi mình tự trộn thêm trứng cho chim ăn có được không anh? Dạ cái này thì cá nhân em thì nó hơi sai sách. Hồi xưa là anh em hay dùng những cái cám đơn giản, ví dụ cám gà hay là một số cám nhạt đấy. Thì một số anh em có thời gian và chăm chim thì anh em có thể là trộn thêm trứng, nhưng mà thời buổi bây giờ thì người ta lại không nên, tại vì một công thức cám mà cái thời buổi chim đấu bây giờ ấy thì người ta đã đầy đủ các chất, đại đa số đầy đủ các chất, và người ta cân đối trong một hạt cám cho một chú chim ăn để thi đấu, đúng không ạ? Thì anh em không nên cho ăn trứng quá nhiều, tại vì thực tế thế này này, anh em đi nữa này,
tất cả các hột cám chú chim ăn vào, cái điều quan trọng nhất là chú chim đó có hấp thụ và có ổn định hay không. Chứ còn anh em mà có cho ăn cám nhiều chất quá mà con chim nó ăn ăn nó không, nó hấp thụ được, nó không có ấy được thì nó cũng đi vấn sống, à nó cũng đào thải ra ngoài bác nhé. Mỗi anh em đi ngang qua livestream cho em xin một lượt chia sẻ anh em nhé. Anh gửi hồi sáng rồi đấy Cường Tỏi ơi, anh gửi hồi sáng rồi nhá. Chắc là từ đây lên Quế Sơn này chắc là ngày mai hoặc là chiều ngày mai hoặc là sáng ngày mốt là em nhận được. Bỉ năm nay đã chán có anh em ơi, đúng rồi, bỉ thì không có tiền đạo sắc bén, đúng không ạ? Eden Hazard thì bây giờ là cũng hết thời rồi. Đá Chelsea thì hay mà qua ra nó bắt ngồi như dự bị nhiều quá, nó bị mai mọt nghề. Bị năm nay chán quá anh em ơi. Bác Phạm Tiên, em cho ăn cám hiệp. Dạ, chỉ em cách phục hồi lại giúp em với. Không sao cả bác Phạm Tiên, thế này này. Cái thứ nhất là em thì em có nghe tới cái vấn đề mà cám giả và cám thật, đúng không ạ? Nhưng mà lại không phải là hàng giả, tại vì chỉ là bao bì giả thôi. Nhưng mà cám thì vẫn là cám thật, đúng không ạ? Chỉ là bao bì giả thôi chứ còn cám thì vẫn là cám thật. Tại vì em thì em không có rành nhiều, nhưng mà em có nghe thấy là anh em bảo là cái cám dưỡng thì người ta đóng thành cám đấu để người ta bán, để người ta lấy lợi nhuận cao. Đấy, chứ còn cám giả thì em không biết là có hay không. Nhưng mà bao bì giả này em có nghe nói, tức là bên ngoài thì bao bì là cắm đấu, nhưng bên trong nó là hoạt cắm dưỡng của Hiệp Đồng Nai. Đấy, chứ không phải là em không rõ rành về cái vấn đề này. Thế cho nên là để mà hư hại chim thì em nghĩ là cũng không vấn đề gì cả, không ạ? Không vấn đề gì cả. Nói thật là các bác chứ hồi xưa anh em mình chơi thì còn lấy gạo rang lên để cho chim ăn, nó chả vấn đề gì cả. Cho nên là kể cả một cái hạt cám gì cũng vậy, anh em cũng đừng có nên hoang mang. Không nên hoang mang, cái quan trọng là anh em phải theo dõi được chú chim của mình, theo dõi chú chim của mình ăn nó như thế nào và nó đi phân ra sao, để cho đó mình có một cái cách điều chỉnh tốt nhất. Chứ còn cũng đừng nên hoang mang, không nên hoang mang. Mình hoang mang là mình mất tự tin, là mình mất cái sự lệch hướng, là mình vội vã quá, là nó nhiều cái nó không hay và nó bất lợi cho mình. Bởi vì mình là người tiêu dùng thì nó sẽ có sự thiệt hại, bởi vì mình vừa mất tiền và mất tiền đó mà lại phụ thuộc vào chính mình của mình nữa. Cho nên là mình đừng có hoang mang anh em nhé. Em cảm ơn bác Chào Màu Lân nhá. Sao ở Bình Định họ bán hũ nửa ký 50k không xăm như cám đấu? Dạ cái này thì em không biết được bác Trần Văn Sơn ơi, cái này thì em không biết được, cái này thì em và anh phải hỏi bên đại lý bên Bình Định xem sao nhá. Chào Ngô Văn Điệp nha. Ok bác Phạm Tiên nhá, mình đừng có hoang mang. Mình cứ thứ nhất là giả thật thì mình chưa biết, đúng không ạ? Cái vấn đề giả thật thì mình chưa biết, nhưng mà mình cứ theo dõi chi của mình sẽ ăn uống trong như thế nào. Vâng đúng rồi, cái vấn đề tụt lửa hay là ở nhà thì nó không quan trọng bác ạ. Cái quan trọng là tùy thừa nếp con chim. Tại vì có nhiều con chim ở nhà nó không hót, nó không chơi, nhưng mà ra già nó chơi bác nhá, bác Liêm Thanh nhá. Cho nên bác đừng có hoang mang cái vấn đề đó. Không, như thế là nó biểu hiện của hô hấp, nó liên quan tới hệ hô hấp đấy bác Hà Nguyễn nhé. Nó liên quan hô hấp cho nên bác phải cho nó uống thuốc vào. Chứ còn trước mắt thì nó như vậy là nó nhẹ, nhưng về sau thì nó sẽ nặng khi mà bác không điều trị. Và khi mình không điều trị thì nó sẽ chuyển qua nó mãn tính. Bác Hà Nguyễn nhé.
Dạ không bác Nguyễn Thuận, không có chị được, có bác có đổi cầu hay là đổi lồng ấy, đặc biệt là nó sẽ đỡ hơn thôi. À, chứ còn để mà trị cái vấn đề ngoái ngửa thì không có trị được bác nhá. Tại vì nó tùy thuộc vào con, nó có ngoái nhiều, có ngoái ít. Nhưng mà những con bị ngoái thì thông thường nó sẽ phù hợp với những cái lồng mà lồng chum thì nhiều hơn bác nhá. Vâng, có thể chú chim nó bắt nhịp trận đấu chậm, bắt Tào Tháo nhá. Cái đấy rất là nhiều mà. Rất là nhiều. Chim nhà hai xuống đáy lồng có cách nào không lập? Dạ, bác lấy cước bác căng ở dưới, bác lấy căng dưới bố lồng á, dưới cái nan lồng bác cứ cách mỗi nan bác căng 1 giây, bác đổ luân nhá. Đơn giản cái đó không có gì khó cả. Dạ bên em có thuốc ho đấy bác Hà Nguyễn, thuốc ho cũng có, nước tắm cũng có. Anh em nào mà mua ở gần thì mua được thì mua, mà không mua được thì em gửi cho bác nhé. Thôi chủ yếu là mình nuôi chim với chia sẻ cho anh em kinh nghiệm nuôi được rồi em trai cán bộ Trần Nhật Thông ơi. Chứ còn thời gian đâu mà làm cắm bã nữa, là thuốc ho nên là không có thời gian rồi, mệt mỏi rồi, ngồi nói chuyện với anh em tí mà cũng phải trích thời gian, là thời gian đâu làm cám nữa. Thôi chủ yếu là làm thuốc ho hỗ trợ cho anh em một số chú chim bị bệnh. Ngoài ra còn thời gian thì mình chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc chiến binh để đi thi cũng như thuần mộc để cho anh em chơi, chứ còn ra cám bã thì nó ảnh hưởng tới nhiều thứ, công việc còn nhiều nữa em ạ. Quá tuyệt vời đấy Tào Tháo, ok đấy nhá. Ok bác Hà Nguyễn nhá. Cắn giấy non lồng chữa sao vậy anh ơi? Dạ những chú chim này thông thường á là những chú chim có tuổi rừng nó non. Bác Thiền Đỗ nhá. Đại đa số là những chú chim có tuổi rừng non, tức là những chú chim mà má lỡ lên ấy, má lỡ lên. Đấy. Thứ hai nữa là trong quá trình chăm sóc là chú chim đó bị thiếu khoáng, bác tiền đủ nhá, bắt đầu thiếu khoáng thì chú chim đó sẽ ăn sẽ cắn giấy lót lồng để nó ăn đấy, nhưng mà nó không ăn, nó cứ rứt nó xé lên đấy bác nhá, con chim của bác thiếu khoáng đấy. Anh em thấy hay xin like và đăng ký kênh để xem nhiều video khác nhé. Chào.